Hiện nay ở Bình Phước và một số nơi khác thì đơn vị chúng tôi thì cũng có tiến hành một số những cái nghiên cứu để mà phục vụ cho cái phòng chống sốt rét. Cụ thể thì giờ chúng tôi vẫn theo dõi cái hiệu lực của những cái thuốc mà đang dùng. Tại vì nếu mà chúng ta không theo dõi thì đến lúc nào đó cái thuốc chúng ta hết công hiệu mà chúng ta không biết và lúc đó là bệnh nhân nó sẽ tăng. Chúng tôi theo dõi những cái thuốc, một số thuốc để mà hiện nay đang dùng. Kể cả những cái thuốc mà đang thăm dò. Một cái nữa thì chúng tôi cũng đang có một cái nghiên cứu, tức là coi như bây giờ mình phòng chống cho dân bằng cách nào. Tức là chúng tôi đang có những cái điểm mà gọi là thí điểm thôi. Tức là có thể là hàng tháng vẫn theo dõi khám cho dân. Và nếu mà ai có bệnh thì chữa. Và coi coi cái tỷ lệ mà nó mắc mới. Tức là người ta bị một năm bị sốt rét bao nhiêu lần. Hoặc là chữa sốt rét rồi, bây giờ một tháng sau, 2 tháng sau, 3 tháng sau bị lại thì là bao nhiêu người. Để chúng ta sau này sẽ tìm ra một cái biện pháp mà tốt nhất. Tại vì chúng tôi nghĩ là phòng chống sốt rét thì không có đơn thuần là cái biện pháp kỹ thuật mà y tế, mà là cái biện pháp cộng đồng, phải có dân người ta hưởng ứng thì mình mới thành công. Chứ nếu mà chúng ta là những người y tế mà cứ làm thì cũng chỉ là đối phó thôi, chứ cũng không không có thành công được. Và nếu mà chúng ta không nghiên cứu theo dõi những cái tình hình, những cái biến động, những cái khó khăn thì có thể sau này là số bệnh nhân nó sẽ tăng, thậm chí có thể xảy ra dịch sốt rét. Thứ nhất, những nghiên cứu của tôi thì trước mắt là nó sẽ có lợi cho bệnh nhân, tức là có những cái chăm sóc nó toàn diện hơn hoặc là có những cái chăm sóc nó mới hơn. Và thứ hai, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chương trình phòng chống sốt rét chung chung cho cả nước. Coi như là chúng tôi sẽ cung cấp cái thông tin, những cái dữ liệu cho cái dự án quốc gia phòng chống sốt rét của nhà nước, thay đổi hoặc là thêm cái này bớt cái kia, thì nó cũng góp ích chung cho cái y tế của nhà nước.